gian 5 phút để chúng 5 phút để chúng ta gì hát tặng cô bài bài gì bạn. Giáo viên tôi đã chọn khi ra trường ngày xưa. Nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ. Nghề nhà giáo tuy có vất vả, vì hạnh phúc tương lai đàn em, vì tổ quốc quê hương đẹp hơn, nên tôi yêu sao nghề giáo viên.